Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Lê Hữu Trung Vlog. Và sau đây là bản tin mới nhất được cập nhật vào ngày hôm nay. Vợ chồng công Vinh Thủy Tiên trao quà hỗ trợ bà con bị lũ lụt tại Thanh Chương, Nghệ An. Sáng ngày 3 tháng 11, vợ chồng công Vinh Thủy Tiên đã đến Ủy ban Nhân dân xã Hạnh Lâm để phát quà cho các cán bộ dân bị ngập lụt. Giá trị quà tùy theo thiệt hại được trao tặng từ 5, 10 đến 20 triệu đồng trên một hộ. Theo kế hoạch, vợ chồng công Vinh Thủy Tiên sẽ trao 510 suất quà cho các hộ dân thuộc 25 xã, thị trấn của huyện Thanh Chương. Chương trình trao quà cho bà con Thanh Chương sẽ diễn ra tại trụ sở Ủy ban Nhân dân 3 xã Hạnh Lâm, Thanh Lĩnh, Thanh Long. Người dân các xã lân cận sẽ tập trung về các điểm này để nhận quà. Trước đó, chính quyền địa phương đã cung cấp đầy đủ danh sách các hộ dân bị ảnh hưởng lũ lụt sau bão ở các địa phương và cử lực lượng chức năng bảo vệ chặt chẽ.